Chào mừng các bạn đến với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. 32 năm về trước, Việt Nam từng có một ca phẫu thuật tách rời đi vào lịch sử, có điểm tương đồng đặc biệt với cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi. Sáng nay tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, gần 100 y bác sĩ đã tiến hành đạo phẫu thuật tách phần cơ thể dính nhau từ vùng bụng chậu của cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi. Sau cuộc phẫu thuật này, nhiều người không khỏi liên tưởng tới cặp song sinh Nguyễn Việt và Nguyễn Đức, bởi cặp song sinh này cũng dính nhau phần bụng chậu. Nguyễn Việt và Nguyễn Đức, cặp sinh đôi dính liền đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam. 32 năm về trước, vào ngày 4 tháng 10 năm 1988, lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc phẫu thuật tách rời cặp song sinh được diễn ra. Ca mổ ngày hôm đó bao gồm 70 giáo sư, bác sĩ, đầu ngành của Việt Nam, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Sau 12 tiếng, ca phẫu thuật nhanh chóng tốt đẹp và đi vào lịch sử y học Việt Nam. Hai cậu bé Nguyễn Việt và Nguyễn Đức sinh ngày 25 tháng 2 năm 1981 tại Kon Tum. Kể từ khi sinh ra, Việt Đức đã ở trong tình trạng dính liền vào nhau ở phần bụng, có chung hậu môn và bộ phận sinh dục, có hai chân và một chân cụt. Năm lên 6 tuổi, Việt được chẩn đoán mắc hội chứng não cấp, có thể đột tử bất cứ lúc nào. Trước nguy cơ Đức sẽ chết nếu Việt đột ngột qua đời, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã quyết định thực hiện tách rời cặp song sinh này. Trong cuộc phẫu thuật, Việt đã nhường lại nhiều phần cơ thể hơn cho em và sống thêm được 19 năm nhờ có hậu môn nhân tạo, thông tiểu bằng ống. Còn Đức sau đó đã được nhận vào bệnh viện Từ Dũ làm nhân viên hành chính và lấy vợ, sinh hai người con khỏe mạnh. 32 năm về trước, vị bác sĩ chủ trì ca mổ tách cặp song sinh Việt Đức là giáo sư bác sĩ Trần Đông A, chuyên gia cao cấp, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 2. 32 năm sau, bác sĩ Đông A được mời làm trưởng ban tham vấn của ca phẫu thuật Trúc Nhi và Diệu Nhi. Học trò của ông, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc bệnh viện lại nối nghiệp làm trưởng ekip của ca mổ này. Theo giáo sư Đông A, điểm giống nhau duy nhất giữa hai trường hợp này là cùng dính nhau phần bụng chậu. Tuy nhiên, hai ca mổ xảy ra cách nhau 32 năm. Vì thế, trình độ y khoa của thế giới cũng như Việt Nam của 32 năm về trước và thời điểm hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, Trúc Nhi và Diệu Nhi sở hữu đủ 4 chân nên có sự đối xứng. Trong khi đó, Việt Đức chỉ có 3 chân và bị chéo. Không chỉ vậy, Việt còn mắc bệnh bại não. Trong lịch sử y khoa chưa từng ghi nhận có bất kỳ cuộc phẫu thuật nào trên một bệnh nhi bại não trong nhiều giờ đồng hồ như vậy. Cũng theo bác sĩ, khó khăn nữa là vào thời điểm diễn ra ca mổ, hai anh em này đã 8 tuổi, lúc này các phần sụn dính vào nhau đã thành xương, nên khi thực hiện việc tách rời, dự kiến hai cháu sẽ mất rất nhiều máu. Dù vậy, giáo sư Đông A cho biết, những ca dính bụng chậu như thế này vẫn chỉ rơi vào khoảng 6%, nên buộc chúng ta phải hết sức thận trọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.